Kính chào và cảm ơn quý vị đã đón xem Đường Dây Nóng Online được phát sóng trực tiếp vào lúc 9 giờ sáng mỗi ngày trên kênh HKTV. Sau đây là nội dung chính có trong chương trình. Làm rõ nguyên nhân cảnh sát cơ động thúc gối vào bụng thiếu niên gây xôn xao dư luận trong những giờ qua. Cần Thơ bắt quả tang nam thanh niên 9X mạo danh thượng úy công an chém gió từng có tiền án lừa đảo. Phát hiện hai căn nhà chứa đầy động vật hoang dã quý hiếm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ khoảng đêm 27-28 tháng 10, trên dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành một vùng áp thấp ngay trên vùng biển quần đảo Trường Sa. Sau đó thì vùng áp thấp có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và ảnh hưởng xấu đến thời tiết các vùng biển phía Nam và khu vực đất liền Nam Bộ. Dự báo do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng gió giật cấp 6, cấp 7. Cảnh báo từ khoảng đêm 27-28 tháng 10, trên dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành một vùng áp thấp ngay trên vùng biển quần đảo Trường Sa. Sau đó vùng áp thấp có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Tối qua trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip ngắn chỉ vài giây mô tả sự việc một chiến sĩ cảnh sát cơ động đã có hành vi lên gối đối với một nam sinh trên đường phố. Cụ thể đoạn clip có cảnh xe mô tô đặc chủng của cảnh sát cơ động và một xe gắn máy bị ngã nằm dưới đường. Cạnh đó thì hai người mặc đồng phục cảnh sát cơ động đang áp sát một thiếu niên đeo kính cận mặc đồng phục thể dục của một trường học. Bất ngờ một chiến sĩ cảnh sát cơ động đã lên gối mạnh vào bụng của nam sinh khiến em này khom người xuống. Sau đó thì chiến sĩ cảnh sát cơ động bỏ đi. Cạnh đó còn có một cô gái được cho là bạn của nam sinh cũng bị té xuống đường vừa ngồi dậy. Theo xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra vào đầu giờ chiều ngày 25 tháng 10 tại đường Bến Phương Đồn, phường 12, quận 4. Vụ việc xảy ra có nhiều người dân chứng kiến, họ tỏ ra bất bình trước hình ảnh cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động đánh học sinh. Đáng nói là sau khi xảy ra vụ việc, nam sinh bị khó thở và có dấu hiệu ngất xỉu. Khi người dân tỏ thái độ bức xúc, lực lượng cảnh sát cơ động mới chặn taxi đưa em này đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Theo nguồn tin của phóng viên Vietnamnet, hai chiến sĩ cảnh sát cơ động có mặt trong vụ việc trên thuộc một đơn vị tuần tra đường phố của Trung đoàn Cảnh sát cơ động PK20, Công an thành phố Hồ Chí Minh. Khi trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip trên với nhiều ý kiến bất bình, đơn vị trên đã cho xác minh làm rõ sự việc. Thông tin mới nhất liên quan đến vụ hành hung bác sĩ tại Bệnh viện 115 Nghệ An gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây. Ngày 26 tháng 10, ông Võ Viết Thanh, Bí thư Thành ủy Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, Ủy ban kiểm tra Thành ủy Vinh đã đưa ra hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Xuân Huân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trung Đô, thành phố Vinh. Theo đó, ông Huân bị kỷ luật khiển trách do vi phạm quy định về văn hóa ứng xử của cán bộ công chức đảng viên ở nơi công cộng. Kết luận này được đưa ra sau khi Ủy ban kiểm tra Thành ủy Vinh nhận thấy các dấu hiệu vi phạm của ông Huân trong vụ việc nữ bác sĩ Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An bị hành hung. Ngoài ra, bản kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An cho rằng ông Nguyễn Xuân Huân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trung Đô có vai trò đồng phạm trong vụ việc bác sĩ bị đánh. Theo đó, ông Huân có hành động cầm ghế chạy vào phòng trực của nhân viên y tế bệnh viện. Liên quan đến vụ nhóm đối tượng hành hung bác sĩ tại Quảng Bình, vào chiều tối ngày 25 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Minh Hải về tội gây rối trật tự công cộng. Cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục củng cố chứng cứ để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của hai đối tượng khác trong nhóm hành hung bác sĩ là Phan Quang Diệu, 26 tuổi, trú phường Hải Thành và Nguyễn Trung Thông, 33 tuổi, trú phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới. Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 23 tháng 10, tại khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới, tiếp nhận một bệnh nhân bị tai nạn giao thông tên là Y Giang Long, quê ở Gia Lai. Trong khi bác sĩ Trần Giang Sơn, phó trưởng khoa cấp cứu, cùng 4 điều dưỡng tiến hành băng bó trị thương cho người bị tai nạn, thì xuất hiện một nhóm 3 thanh niên là bạn của Long đến. Nhóm này gọi người xảy ra va chạm giao thông với Long là ông Lê Trần Minh Tâm ra ngoài và đánh. Thế vậy, bác sĩ Sơn chạy ra can ngăn và hỗ trợ cấp cứu nạn nhân Lê Trần Minh Tâm đang bị thương nặng thì bị Lê Minh Hải và hai đối tượng lao vào hành hung gây thương tích nặng. Hiện lực lượng phá án đang tiếp tục điều tra mở rộng.
Tối qua, Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng với Đội Điều lệnh Phòng Công tác Chính trị Công an thành phố Cần Thơ bắt quả tang Trần Hữu Lợi, mạo danh cán bộ công an đang ngồi nhậu ở phường An Thới, quận Bình Thủy. Qua làm việc, công an đã tạm giữ trang phục, cấp hàm, phù hiệu, bảng tên và một số vật dụng công cụ hỗ trợ của lực lượng công an nhân dân mà Lợi đang sử dụng. Bước đầu, Lợi khai mua các quân trang công an nhân dân ở trên mạng và mặc để chém gió. Theo công an, Lợi từng có tiền án về tội giả danh cán bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Như tin tức Đông Tây sáng nay có thông tin về việc tối qua, lực lượng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường C49B Bộ Công an phát hiện nhiều loại động vật quý hiếm đang được nuôi nhốt trái phép với mục đích kinh doanh tại một cơ sở ở tỉnh Bình Phước do ông Lê Quang Hạnh ở ấp 3, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh làm chủ. Theo điều tra sơ bộ, thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại đây đang nuôi nhốt 11 con rắn hổ màng chúa, 12 con tê tê, 60 con khỉ đuôi dài và nhiều con kỳ đào hoa trồng hương. Kiểm tra thêm một căn nhà đối diện nhà ông Hạnh, C49B còn phát hiện trong nhà kho có 11 con tê tê, 40 đến 50 con khỉ đuôi dài, 16 con rắn hổ màng chúa và hàng chục con kỳ đào hoa. Tất cả đều là động vật hoang dã quý hiếm. Các loài động vật trên có dấu hiệu chuẩn bị buôn bán khi phần lớn đang được đựng trong bao. Bước đầu, ông Hạnh khai nhận các loài động vật này được mua từ nhiều đầu mối và phân phối tiêu thụ ở nhiều tỉnh phía Bắc. Hiện lực lượng C49 đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, tiếp tục kiểm đếm số lượng các loài động vật hoang dã quý hiếm và làm rõ các hành vi vi phạm của những người liên quan. Chương trình được tiếp tục với các thông tin về tình hình tai nạn giao thông chúng tôi vừa nhận được. Tối qua, một vụ va chạm kinh hoàng xảy ra trên cao tốc Hà Nội-Bắc Giang gần đường rẽ vào khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ghi nhận tại hiện trường, xe ô tô nằm ngửa bụng trong tình trạng toàn bộ phần đầu xe bị bẹp dím, khung sườn phía lái và phụ biến dạng. Túi khí nổ bung, bốn cửa kính bị vỡ vụn. Cách đó chừng 20m, chiếc xe tải đang nằm bất động. Bên cạnh, hàng loạt mảnh vỡ của chiếc xe Focus rơi vãi để lại. Sau cú va chạm mạnh, xe Ford gần như bị bẹp dím phần đầu, hư hỏng nặng. Chừng nửa tiếng sau, hai nạn nhân, một người là nữ trong xe, bỗng nhiên lẩm ngẩm bò ra và được xe đang tham gia giao thông trên đường đưa đi cấp cứu. Hiện nguyên nhân tai nạn đang được điều tra. Sáng qua 26 tháng 10, tài xế Trần Văn Trơn, 33 tuổi, quê Kiên Giang, điều khiển xe tải chạy hướng từ huyện Giá Rai đi huyện Đông Hải. Khi đang lên dốc cầu chợ Kinh Tư, xã Điền Hải, huyện Đông Hải, Bạc Liêu thì bị tuột dốc, lùi nhanh về phía sau. Cùng lúc đó, chị Trương Kiên Linh, 31 tuổi, chạy xe máy, chở ba cháu đi học, đang chạy lên cầu nên bị cuốn vào gầm xe tải. Tai nạn làm một em tử vong tại chỗ, chị Linh bị gãy hai chân, hai cháu còn lại bị thương nhẹ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 26 tháng 10, tại gia đình ông Nguyễn Tài Mạnh, địa chỉ ở lô 98, phố 7, Đình Thương, phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa, nhiều người trong ngôi nhà nghe tiếng người dân bên ngoài hô quán xảy ra cháy ở gara để xe. Do trong gara chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên chỉ trong một thời gian ngắn, lửa bao trùm toàn bộ gara và lan sang tầng trệt của ngôi nhà. Do sự việc được phát hiện kịp thời nên những người trong nhà đã kịp chạy ra ngoài thoát thân. Vụ cháy đã thiêu rụi một chiếc ô tô và một chiếc xe máy trong gara để xe. Ngoài ra, tại tầng trệt căn nhà, nhiều vật dụng cũng bị cháy xém và hư hỏng nặng. Hiện nguyên nhân đám cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị, khởi chiếu từ trung tuần tháng 10, tức muộn gần 20 tháng so với kế hoạch ban đầu, Geostorm chỉ nhận được sự thờ ơ từ khán giả. Bộ phim có Gerard Butler sắm vai chính tới nay mới thu được 66 triệu 800 ngàn đô la Mỹ toàn cầu, trong đó chỉ có 14 triệu 700 ngàn đô la Mỹ từ quê nhà Bắc Mỹ. Trước đó, ngân sách của Geostorm được thông báo lên tới 120 triệu đô la Mỹ, đã bao gồm khoảng 15 triệu đô la Mỹ chi phí cho các cảnh quay lại. Đây là thất bại nặng nề tiếp theo của Warner Bros. Trong năm 2017 sau King Arthur: Legend of the Scroll hồi đầu mùa hè. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc đường dây nóng online ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 9 giờ ngày mai.